hãng tin Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ukraine cho biết, rạng sáng ngày 2 tháng 3, một máy bay không người lái drone được cho là của Nga đã đâm vào một tòa chung cư ở thành phố cảng Odessa, phía nam Ukraine. Vụ tấn công khiến hai người chết, 8 người bị thương, trong đó có một trẻ em và 6 người mất tích. Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. 18 căn hộ bị hư hại trong vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải video cho thấy tòa nhà chung cư cao vài tầng bị xé toạc, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Ông Zelensky cáo buộc Nga sử dụng drone Shahed do Iran cung cấp trong vụ tấn công này. Hiện công tác dọn dẹp hiện trường đang được tiến hành, một người đàn ông còn sống đã được giải cứu. Lính cứu hỏa địa phương đã dập tắt đám cháy bao phủ một khu vực rộng khoảng 50 mét vuông sau vụ tấn công. Sáu người vẫn còn mất tích, phía Nga hiện chưa bình luận về vụ việc.